Em xin giới thiệu, đây là combo 3 cái đồng hồ có mã số 2. 3 cái đồng hồ này giá bán là 500 ngàn, các bác chuyển khoản đủ, em bao ship tận nơi cho mình. Đây là đồng hồ second hand, hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng, bao nguyên bản, nguyên zin, bao hoạt động hoàn hảo. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết từng mẫu đồng hồ cho các bác tham khảo. Size của đồng hồ là 38, cả núm chưa tính núm là size 36. Đồng hồ sử dụng pin 3 kim 1 lịch, lịch có lúc ngay vị trí 3 giờ, ngay vị trí 6 giờ là hàng chữ da băng nè. Bộ máy chữ xịn da băng để cho các bác đeo và theo dõi giờ hàng ngày, kim giờ, kim phút, dạ quang. Niền trên mặt đồng hồ là niền khía bắt sáng rất là đẹp, niền mạ vàng, dây đờ mi. Đây là mặt đáy của đồng hồ, vỏ và dây của đồng hồ bằng thép không rỉ, bộ máy da băng cho các bác sử dụng. Size của đồng hồ là 37, cả núm chưa tính núm là size 35. Đồng hồ sử dụng pin, vỏ bằng thép không gỉ, dây da zin theo đồng hồ. Vỏ của đồng hồ đẹp xuất sắc, đẹp như mới luôn nha. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, bộ máy chữ xịn da băng đến từ thương hiệu Q&Q của hãng Seiko để cho các bác đeo và sử dụng hàng ngày. Dây da thì nó oxy quá theo năm tháng, các bác không ưng ý thì mình thay dây da khác theo nhu cầu. Size của đồng hồ là 48, vỏ bằng thép không rỉ, mạ vàng, combo 3 cái đồng hồ như vậy là 500 ngàn, các bác chuyển khoản đủ, em bao ship tận nơi cho mình.